Trước thềm chung kết Miss Universe Việt Nam 2024, tập 5, phần thi trình diễn trang phục Kim Shield và dạ hội đã được lên sóng. Dù là một tân binh trong lĩnh vực nhan sắc, nhưng Emily với lối trình diễn cuốn hút, cô vượt mặt nhiều tên tuổi để chiến thắng. Trải qua 5 tập thi, Emily luôn giữ vững phong độ khi liên tục nằm ở vị trí top những thí sinh xuất sắc và có sự tiến bộ qua mỗi tập. Emily từng chia sẻ, mình chỉ mới tập đi catwalk trước buổi sơ khảo được 2-3 tuần. Mọi kỹ năng được Emily trau dồi rèn luyện cấp tốc với sự tập trung cao độ và nghiêm túc. Cô tạm gác lại lịch trình công việc cá nhân để toàn tâm toàn ý cho cuộc thi Miss Universe Việt Nam 2024. Biết mình là người mới, Emily đến với cuộc thi bằng tinh thần cầu thị và khám phá. Qua từng tập thi, Emily dần hoàn thiện bản thân, khắc phục những điểm làm chưa tốt để mang đến một Emily thay đổi và không phụ sự kỳ vọng của những người yêu thương đã ủng hộ, động viên Emily tham gia cuộc thi. Tất cả được chứng minh qua tập 5, phần thi trình diễn bikini và dạ hội. Emily xuất sắc chinh phục ban giám khảo, mang về chiến thắng thử thách này. Phần trình diễn của Emily cũng nhận được nhiều lời khen từ khán giả và các diễn đàn sắc đẹp, đặc biệt là thần thái và sự cảm nhịp đã có sự tiến bộ so với đêm thi trình diễn thời trang biển hôm 31 tháng 8. Với chiến thắng của Emily, cô cũng chứng minh được thực lực của bản thân, không hề thua kém bất kỳ thí sinh có nhiều kinh nghiệm nào trong lĩnh vực hoa hậu, dù bản thân cô là một tân binh. Loạt gương mặt được đánh giá cao như Kỳ Duyên, Vũ Thúy Quỳnh, Phí Phương Anh, Quỳnh Anh cũng đều phải ngậm ngùi xếp sau Emily. Trên trang cá nhân, Emily có những chia sẻ về chiến thắng phần trình diễn bikini và dạ hội. Emily vô cùng bất ngờ và hạnh phúc, không chỉ là niềm vui chiến thắng, mà đây còn là cột mốc ý nghĩa trong hành trình của Emily tại Miss Universe Việt Nam 2024. Mỗi ngày trôi qua, Emily càng khám phá bản thân nhiều hơn và thấy rõ con đường mình hướng tới. Cô không quên gửi lời cảm ơn chân thành để có được chiến thắng này. Emily xin cảm ơn các anh chị ban giám khảo đã cho Emily những lời nhận xét rất hữu ích để Emily cải thiện bản thân hơn. Cảm ơn đội ngũ sản xuất của chương trình đã giúp Emily cũng như các thí sinh có một buổi ghi hình thật trọn vẹn và không quên cảm ơn sự ủng hộ của khán giả đã tạo nguồn động lực giúp Emily phát triển, hoàn thiện hơn mỗi ngày ở con đường mang tên Miss Universe Việt Nam 2024. Cuối cùng, Emily cho biết bản thân vẫn cần nỗ lực hơn rất nhiều để xứng đáng với những gì mọi người đã dành cho cô. Emily bật mí, bình thường cô thích mang giày thể thao hoặc giày đế thấp, nhưng từ khi tham gia thi hoa hậu, cô tập đi giày cao gót mỗi ngày, dần dần trở thành thói quen và Emily đã tự tin hơn khi đi giày cao gót trong công việc hàng ngày. Ở thời điểm hiện tại, tuổi tác không phải là vấn đề lo ngại bởi Emily thấy mình như sống lại những nhiệt huyết của tuổi mới lớn, có thêm những mối quan hệ mới, học thêm được những điều thú vị mà cô chưa từng có cơ hội trải nghiệm. Nói về quyết tâm và mục tiêu tại cuộc thi, Emily muốn mình sẽ chinh phục được những cột mốc bằng sự cố gắng, nỗ lực và hoàn thiện. Emily đã thay đổi thế nào để sau khi cuộc thi kết thúc, đó sẽ là kỷ niệm tuyệt vời mà Emily có được ở tuổi 32. Emily nói, biết mình là người mới nên cô đến với cuộc thi bằng tinh thần cầu thị và khám phá. Qua từng tập thi, người đẹp sinh năm 1992 dần hoàn thiện bản thân, khắc phục những điểm làm chưa tốt. Đến với đấu trường nhan sắc, Emily khẳng định, tuổi tác không phải là vấn đề lo ngại của cô. Người đẹp sinh năm 1992 tận hưởng từng khoảnh khắc tại chương trình với hy vọng học thêm được những điều thú vị, có thêm các mối quan hệ mới. Emily hy vọng hành trình gắn bó tại cuộc thi sẽ là một dấu mốc kỷ niệm tuyệt vời của mình ở tuổi 32.